Đồ gỗ Thành Khuyên kính chào quý vị và các bạn. Thì hiện tại đang vào buổi sáng sớm của ngày 17 tháng 8 năm 2020 dương lịch. Đây thì cơ sở chúng tôi đang bốc xếp một lô hàng sập thờ để vận chuyển vào trong gia đình nhà chú Thủy ở Quảng Trạch, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Đây, bên trong màn hình này quý vị có thể thấy được. Đây, chúng tôi đây là bộ sập thờ tứ linh chân 24. Bên trong chúng tôi buộc lớp giấy bóng, bên ngoài chúng tôi phủ chăn rất là chắc chắn. Đây, dạ đây. Đây. Cơ sở Thành Khuyên chúng tôi chuyên sản xuất các loại mặt hàng về đồ thờ với chất liệu là gỗ có, gỗ gụ, gỗ hương đá. Mọi thông tin chi tiết thì cái hàng nào có nhu cầu thì xin hãy liên hệ với Thành Khuyên chúng tôi qua số điện thoại 0398949881 hoặc địa chỉ làng nghề mộc La Xuyên Vàng thuộc xã Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi clip.